Nay là năm Tây tháng 3 năm 2023. Xin chuyên phương mình thôi chia sẻ cái bài của chị Bông Thủy. Thì hôm nay mình xin đại diện cùng đến cái trao cho thương cho em thông tin gì. Nguyễn Văn Phúc 29 tuổi bị đốt xăng. Linh xin đây đại diện đây là em Nguyễn Thị Thúy, gửi em 500.000 nha. Rồi 500.000 là của chị Hồng Bùi, thông qua người em thân cũ gửi cho em 500. Linh đã hoàn thành nhiệm vụ gửi cho em là 1.000.000. Linh cảm ơn những bạn từ thương rất